Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 280 đến chương 284. Tiểu Điệp, thương tâm từ thở dài, ngồi bên cạnh nàng động viên nói. Tiểu Thư, ta rất sợ. Ô ô ô, chương trụ đại nhân vẫn chưa trở về, sẽ không phải, không phải. Tiểu Điệp rúc vào trong lòng thương tâm từ, khóc ròng. Thương tâm từ vỗ sau lưng nàng, khuyên lơn vài câu, nhưng Tiểu Điệp cứ gào khóc không thôi. Tiểu Điệp, chương thụ thúc có thể vĩnh viễn không trở về. Thương tâm từ trầm giọng nói nói ra lời này, nàng cảm giác thấy thân thể tiểu điệp run lên ở trong lòng nàng. "Tiểu thư, sẽ không, sẽ không." Tiểu Điệp ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, liên tục lắc đầu. "Tiếp nhận sự thực này đi, Tiểu Điệp." Thương Tâm từ đột nhiên khẽ quát một tiếng, nói, "Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân chúng ta. Đừng khóc, không thể gào khóc, gào khóc không giải quyết được vấn đề gì. Dựa vào chính mình, nhưng chúng ta đều là phàm nhân, nếu không có chưng trụ thiên nhân" căn bản trên đường chúng ta không thể thành. Tiểu điệp nước mắt lưng tròng, tâm tình hoảng loạn. Không sai, nếu không phải những người kia nể mặt trương thụ thúc, làm sao có thể để ta trở thành một trong phó thủ lĩnh. Tiểu điệp ngươi nói không sai, chung là phàm nhân, nhưng phàm nhân cũng có sức mạnh của phàm nhân. Trong mắt thương tâm từ lóe lên sự kiên định. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn chầm chầm tiểu điệp, hai tay lay động cánh tay của tiểu điệp nói, tiểu điệp, ngươi tin tưởng ta không? Tiểu điệp nhìn thương tâm từ trước mắt em phinh, cảm thấy có một luồng sức mạnh không tên. Nguồn sức mạnh ấy bắt nguồn từ thương tâm tử, sau đó sang đến người nàng, cảm hóa lòng nàng, làm cho nàng có cảm giác mình dường như được quang minh soi sáng. Tiểu thư, ánh mắt tiểu điệp lóe lên, nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư như vậy, trong giây phút này, nàng cảm thấy tiểu thư chưa bao giờ đẹp như vậy. Ta tin tưởng tiểu thư, nàng nhẹ giọng kiên định trả lời lại. Rất tốt, tiểu điệp, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta đang ở trong nguy hiểm có lúc người còn đáng sợ hơn dã thú, chúng ta mang toàn bộ tích chữ đi tìm hắc thổ và bạch vân. Được rồi, tiểu thư, ta đều nghe lời ngươi. Thời gian một chén trà sau. Bên trong lều cỏ, Khương Nguyên và Bạch Vân ngồi xếp bằng đối lập nhau. Khương Nguyên nhìn gia nhân trước mặt nói, ngươi mới vừa nói ngươi đã cống hiến miễn phí hàng hóa của chúng ta cho những tên chó tham lam kia. Là như vậy, thương tâm từ thản nhiên thừa nhận. Khương Nguyên khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng thương tâm từ thực sự là một người thông minh, có thể buông cũng có thể bỏ, có quyết đoán. Trương trụ vừa chết, thương tâm từ chỉ là phàm nhân, dù là đại diện trương gia thì địa vị cũng khác những phó thủ lĩnh khác. Nếu những cổ sư muốn chiếm đoạt tiền hàng của thương tâm từ thì quả thực dễ như ăn cháo. Giết chết thương tâm từ, đẩy trách nhiệm lên người bầy thú, đến lúc đó không ai có thể nói gì. Trương gia cũng sẽ không chỉ vì một trương tâm từ mà trắng trợn điều tra. Bởi vậy, đối với thương tâm từ mà nói, những thương hàng trong tay nàng trở nên rất bỏng rát có thể mang đến tai họa nàng đã sáng suốt dứt khoát bỏ qua mầm họa này vứt cho những người khác tận lực bảo đảm an toàn của mình thế như nàng hiểu rất rõ loại an toàn này không đáng tin cậy cho nên nàng tìm tới nơi này ta tới xin lỗi hắc thổ ngươi rất xin lỗi thương tâm từ khom lưng nói với khương nguyên ngươi mượn tiền mua những thương hàng này theo đạo lý mà nói thì những hàng hóa này đều là của ngươi lần này ta tự ý quyết định vô cùng lỗ mãng và đường đột vì để biểu đạt sự ái náy, xin mời nhận lấy những thứ này. Lần này Thương Tâm Tử mang tới hai dương gỗ. Không cần mở ra, Khương Nguyên đã biết dương gỗ này đựng đầy nguyên thạch. Một phần lớn là lời mình kiếm được chia cho đối phương. Khương Nguyên nhìn về phía Thương Tâm Tử. Giữa không trung ánh mắt hai người giao nhau, dần sinh ra cảm giác thấu hiểu. Hai bên đều là người thông minh, có nhiều lời không cần phải nói quá rõ. Theo Thương Tâm Tử, Khương Nguyên cố ý che giấu thân phận rất có thể chính là một cổ sư. Dựa theo những biểu hiện của hắn, Thương Tâm Từ cảm thấy Khương Nguyên rất đáng tin cậy. Nếu như có người có thể trợ giúp nàng, thì Khương Nguyên chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, Thương Tâm Từ rất tin cậy Khương Nguyên. Thế nhưng trong lòng Thương Tâm Từ cũng lo lắng. Đầu tiên, nàng không biết thực lực của Khương Nguyên thế nào, nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển có sự khác biệt rất lớn. Thứ hai, Khương Nguyên che giấu thân phận tất có khổ tâm trong lòng, không hẳn có thể bại lộ thân phận để giúp đỡ mình trước khi được khương nguyên đồng ý thương tâm từ đã cống hiến toàn bộ hàng hóa sau khi bảo đảm an toàn cơ bản nhất nàng mang theo toàn bộ tích chữ tìm tới khương nguyên nói là đến bồi tội nhưng trên thực tế là hàm ý muốn mời khương nguyên hy vọng được hắn giúp đỡ nàng biết khương nguyên và nàng đều cùng một loại người đều là người thông minh hiểu ngầm hai người đối diện nhau một lúc lâu khương nguyên cười khẽ đánh vỡ im lặng nói những nguyên thạch này kính xin trương gia tiểu thư mang về đi sắc mặt thương tâm từ hơi đổi trong lòng trùng xuống theo lý giải của nàng khương nguyên từ chối những nguyên thạch này chính là từ chối giúp đỡ nàng thế nhưng nàng phải làm thế nào đây nói đến đây khương nguyên đã báo đáp nàng rất nhiều có thể làm được như vậy đã là hiếm thấy thương tâm tử cũng không thể yêu cầu điều gì nữa thế nhưng nếu hắc thổ không giúp nàng còn có ai có thể giúp nàng đây bạch vân sao sẽ không hai người bọn họ có quan hệ nam nữ thân mật đương nhiên cùng tiến cùng lùi thương tâm tử không nghĩ ra còn người nào để lựa chọn trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng nở nụ cười khổ ta hiểu nhưng những nguyên thạch này coi như ta cho hắc thổ ngươi đi thất phu vô tội mang theo ngọc là mắc tội nếu ngươi không nhận chỉ sợ ta cũng sẽ cống hiến ra mà thôi khương nguyên cười ha ha nói trương tiểu thư ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi hồi ta mới gia nhập đội buôn ta và bạch vân bị thương nghiêm trọng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thực lực hạ xuống mức thấp nhất còn bị một số cường nô ức hiếp hừ thực sự là hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt là ngươi đã che chở chúng ta cho hai chúng ta có cơ hội tĩnh dưỡng phần ân tình này nói là đại ân cứu mạng cũng không quá đáng mà ta là người có ân phải báo đáp có cửu tất báo tuy ngươi là phàm nhân nhưng ta tán thưởng ngươi thậm chí thưởng thức ngươi chúng ta gặp nhau trong biển người mênh mông cũng là một duyên phận chịu ân bằng giọt nước báo đáp cả một nguồn suối huống chi là loại ân cứu mạng này ngươi mang nguyên thạch về ta tất toàn lực bảo vệ ngươi hả thương tâm từ nghe vậy thốt lên kinh ngạc. Lông mi nàng khẽ run, hai mắt ửng hồng, mờ mịt không hiểu. Vì trong mắt nàng đều là nước mắt nên nhìn Khương Nguyên cũng trở nên mơ hồ. Thế nhưng trong lòng hình tượng của Khương Nguyên cực kỳ rõ ràng. Dệt hoa trên gấm, làm sao có thể so được với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hoạn nạn mới hiểu lòng người. Khương Nguyên gặp thương tâm từ với biểu lộ như thế, nhưng trong lòng không đắc ý, tiếp sau đó mới là trọng điểm. Hắn nói tiếp chỉ là có một chuyện cần ngươi nói rõ. Xin các hạ nói, thương tâm từ duỗi ngón tay như nhánh ngọc xanh ra, lau nhẹ nước mắt, vuốt lên nỗi lòng. Ta cùng Bạch Vân đều là người trong ma đạo, Khương Nguyên nói. Thương tâm từ gật gật đầu, không có vẻ ngoài ý muốn. Điểm ấy nàng đã đoán được từ lâu, trước đó, Trương Trụ cũng có suy đoán này, để nàng đề phòng hai người Khương Bạch hơn. Cho nên, thương tâm từ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể nhanh chóng tiếp nhận sự thật này nàng không có tư chất tu hành, lại là con riêng ngoài ý muốn, không có kinh nghiệm trong cuộc sống để nàng trưởng thành sớm, đã có nhận biết sâu sắc đối với bản chất của cái thế giới này. Huống hồ đối với nàng hiện tại mà nói, cũng không có chỗ trống là lựa chọn tốt nào. Thanh âm khương nguyên chuyển sang lạnh lẽo, người trong mà đạo từ trước đến nay lòng dạ độc ác, ta cùng bạch vân cũng không ngoại lệ, đồng thời đều có mệnh án trên người. Thương tâm từ vô thức mím chặt môi lại, ngươi phải tin tưởng ta, ta mới có thể giúp ngươi đạt được ước nguyện có điều ngươi yên tâm đến khi ta cảm thấy đã trả sạch ân tình của ngươi thì ta sẽ yên lặng mà rời đi sẽ không để cho ngươi có bất kỳ liên quan nào đến người trong ma đạo nhưng mà trước đó hai người chúng ta sẽ lấy thân phận cổ sư trương gia mà xuất hiện hy vọng trương tiểu thư ngươi có thể thay chúng ta làm tròn cái thân phận này khương nguyên thản nhiên nói trong mắt thương tâm từ lộ ra vẻ kiên định mời hắc thủ các hạ trực tiếp gọi ta là tâm tử là được rồi các hạ là có ma đạo bên trong người nhưng thẳng thắn thì vẫn còn nguyên tắc của người tâm tử cũng không cổ hủ trong cái chính đạo này còn nhiều thứ dối trá dơ bẩn có thể được các hạ bảo hộ chính là may mắn của tâm tử ha 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 khương nguyên cười một tiếng dài bao hàm thâm ý nhìn về phía thương tâm tử chỉ mong tương lai ngươi không phải hối hận là được hai người còn đang muốn nói chuyện bỗng nhiên bên ngoài lêu truyền đến tiếng nói trương tâm tử ở trong lều này sao một giọng nam ngạo mạn cũng không giả nùa cổ sư đại nhân xin dừng bước tiểu thư nhà ta đang ở bên trong trao đổi chuyện quan trọng Tiểu điệp ngăn lại nói. Chuyện quan trọng. Ha ha. Thương hàng trương gia ngươi đều quyên tặng. Có chuyện gì quan trọng mà phải nói chứ. Ngươi tới cười nhạo một tiếng. Trung sư đại nhân. Ai nha. Tiểu điệp bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Tiếp theo truyền đến âm thanh nàng bị người gạt ngã trên mặt đất. Lăn đi. Tiện tì nhà ngươi mà cũng dám cản đường đi của Âu Phi ta sao. Đôi mắt đẹp của thương tâm từ lập tức hiện lên vẻ bối rối cùng lo lắng. Đang muốn đứng dậy ra ngoài lại bị Khương Nguyên đè lại màn cửa đột nhiên bị người sốc lên một cổ sư trẻ tuổi mang thần sắc u ám xuất hiện trước mặt hai người trương tâm tử ánh mắt của người cổ sư đầu tiên đã tập trung đến trên người thương tâm tử đồng thời cũng không che giấu chút nào dục vọng cùng tham lam trong đó ha ha ngươi ở chỗ này ngược lại khiến ta dễ tìm gã khẽ động khóe miệng ngóc đầu lên mang theo khí thế khống chế cục diện lên toàn thân thương tâm tử một thân áo xanh lục của thương tâm tử như cánh sen mảnh mai đẹp không sao tả xiết bóng hình xinh đẹp như vậy đã sớm xâm nhập vào trong nội tâm rất nhiều người trong thương đội. Gã Âu Phi càng là mong nhớ ngày đêm, mấy lần theo đuổi đều bị thương tâm từ cự tuyệt. Vốn định dùng sức mạnh nhưng lại bị sự tồn tại của trương trụ không khế nên đành phải nhẫn nại. Bây giờ trương trụ cổ sư duy nhất của trương gia đã chết, thương tâm tử cũng chỉ là một dân thương. Giai nhân xinh đẹp như thế, Âu Phi đã sớm muốn đoạt được vào lòng, cuối cùng gã cũng có cơ hội tốt như vậy. Ánh mắt Âu Phi tràn ngập dục vọng cùng tính xâm lược, khiến trong lòng thương tâm từ siết chặt, sống lia y một chút cảm giác bi thương. Mình chủ động bỏ lại thương hàng nhưng vẫn không thể chiếm được an toàn, dung nhan của mình trở thành mầm tay vạ. Những chính đạo cổ sư này bình thường ra vẻ đạo mạo, đến lúc này liền xé toang lớp mặt nạ. Thương tâm từ hiểu rõ, cái người Âu Phi này chỉ là người gấp không thể chờ được nhất. Ở phía sau gã còn có nhiều con mắt sói giống vậy. Không biết Âu Phi đại nhân tới có chuyện gì. Thương tâm từ đứng lên, thi lễ một cái rồi hỏi. Ha ha ha, Âu Phi ngửa đầu cười to, ta là tới để giúp đỡ tâm từ ngươi. Tiểu Tâm Can, cổ sư nhà ngươi hiện tại cũng chưa có trở về, khẳng định là đã chết. Ngươi chỉ là một thiếu nữ nhu nhược, chỉ có phụ thuộc vào ta mới có thể an toàn sống sót. Nhóc đáng thương, ngươi không cần cảm ơn ta, bản công tử chính là có lòng như vậy, ngươi đi theo ta đi. Nói như vậy liền kéo người đi. Thương Tâm Từ sắc mặt tái nhợt, dù sao cũng lại thiếu nữ, không khỏi có chút nhượng bộ. Loại bộ dáng mảnh mai đáng thương này càng làm cho dục hỏa trong lòng Âu Phi bốc lên. Tiểu thư người không thể đi cùng gã. Tiểu điệp chạy vào, duỗi hai tay ra, ngăn ở trước mặt Âu Phi. Âu Phi giận dữ, bột một tiếng, tát cho tiểu điệp một cái. Tiểu điệp lập tức ngã nhào xuống đất, gương mặt trong khoảnh khắc đã sưng đỏ, bị một cái bàn tay này tát đến đầu váng mắt hoa, hai lỗ tai ong lên. Tiểu điệp, thương tâm từ vội vàng ngồi xổm xuống, nâng dậy. Tiểu thư, người đi mau, cho dù ta chết cũng sẽ không để ngươi mang tiểu thư đi. Tiểu điệp dãy ruộng đứng lên, hung hăng nhìn chầm chầm Âu Phi, trong ánh mắt có e ngại, có phẫn nộ, cũng có cự tuyệt. Tiện tì, muốn chết thì ta liền thành toàn cho ngươi. Âu Phi thạnh quá hóa giận, vung tay lên, chuẩn bị rơi xuống. Bỗng nhiên có một bàn tay lớn từ trong hư không rủi đến, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của gã. Người nào, trong lòng Âu Phi giật mình, tập trung nhìn vào, chỉ thấy một nô ăn mặc xấu xí đang nắm lấy cánh tay của mình thật to gan lớn mật, khuôn mặt Âu Phi bắt đầu vặn vẹo, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Gã muốn thu hồi cánh tay, nhưng tay Khương Nguyên như kìm sắt, không thể nhúc nhích được chút nào. "Cẩu nô tài, ngươi còn không buông tay?" Âu Phi giận dữ, sát ý tăng vọt, đang muốn điều động chân nguyên thì bỗng dưng Khương Nguyên cười một tiếng. Bộ mặt hắn tất cả đều là vết tích bỏng, còn thiếu một lỗ tai, lúc này cười lạnh liền hiển lộ ra một cỗ ý vị âm trầm kinh khủng. Trong lòng Âu Phi lập tức cảm thấy kinh sợ. Khương Nguyên đã buông tay. Sau đó, giơ chân lên, hung hăng đạp vào bụng của Âu Phi. Bịch. Âu Phi chỉ cảm thấy bị một cỗ lực lớn đánh tới, mình không có cách nào có thể chống cự được. Nỗi đau đớn kịch liệt truyền đến, cả người gã giống như bao tải mà bay ra ngoài, xông phá lều vải, rơi xuống mặt đất, xa chừng hai, ba trượng. Động tĩnh này có chút lớn, từ trong lều vải bỗng nhiên bắn ra một người. Người xung quanh lều vải đều ngừng chân quan sát. Màn cửa cũng theo đó mà bị xé bỏ xuyên thấu qua lỗ hổng lớn bị phá vỡ này, thương tâm từ cùng tiểu điệp nhìn thấy Âu Phi nằm trên mặt đất, không động đậy một chút nào. Hai người đều lặng lẽ đến ngây ra. Từ trước đến nay thương nhân đều coi trọng hòa khí sinh tài, có đôi khi bị ủy khu át cũng phải lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thương tâm từ xuất thân không tốt, đã sớm học được tính nhẫn nại, quen thuộc việc phải cúi đầu. Mặc dù đã từng có chương trụ tam chuyển, nhưng lão lại là cổ sư trị liệu, một cây chẳng chống vững nhà. Rất nhiều mâu thuẫn đều là dùng cách ôn hòa để giải quyết, thượng thiện nhược thủy lại như nắng ấm hóa tuyết mà khương nguyên lại đột nhiên đạp mạnh giống như là sét đánh giữa trời quang lao dốc đứng vách núi không mang theo một chút ý hòa hoãn cường ngạnh bá đạo tự ý khoa trường mạnh mẽ bạo lực vượt xa dự kiến của hai thiếu nữ âu phi nằm trên mặt đất ngẩn ra hít thở mấy hơi sau đó phần bụng đau đớn kịch liệt khiến gã cảm thấy vô cùng xấu hổ mà tức giận mình bị người đạp mà người đạp mình lại chỉ là một zano hỗn đàn ngươi lại dám đạp ta làm sao ngươi lại dám đạp ta chứ ngươi cái tên dân thường ti tiện này ngươi nhất định phải chết ta nhất định phải chém ngươi thành trăm mảnh âu phi phát ra tiếng gào thét phẫn nộ từ dưới đất đứng lên gã tức giận đến đỏ bừng cả mặt nghiến răng nghiến lợi hai mắt tràn ngập vẻ tức giận giống như là con dã thú đang xác định mục tiêu ngươi chết đi cho ta bước chân gã vụt lên điên cuồng vọt về phía khương nguyên khương nguyên trầm ổn bước về phía trước một bước ngẩng đầu ưỡn ngực ngăn ở trước mặt hai thiếu nữ kia. Âu Phi xông tới gần, bỗng nhiên nhảy cao lên, cách mặt đất chừng hai trượng, sau đó lao về phía Khương Nguyên. Ta muốn đem ngươi đập thành bánh thịt, gã kêu to, duỗi hai bàn tay ra. Dưới tác dụng của cổ trùng, đôi bàn tay của gã bỗng nhiên bành trướng gấp hơn ba lần, mang theo tiếng gió điên cuồng cùng lực đạo mãnh liệt, hung hăng đập về phía Khương Nguyên. Nếu Khương Nguyên thật sự là người thường thì khi nhận một kích này, tất nhiên sẽ bị hai bàn tay của Âu Phi đập đến xương gãy thịt nứt, đột tử tại chỗ. Nhưng mà, hắn lại không phải là người thường. Không chỉ là không phải, hắn còn là một vị cổ sư nhị truyền cao cấp. Hắn không chỉ có là một vị cổ sư nhị truyền cao cấp, mà ở bên trong không khiếu của hắn còn bảo lưu một chân nguyên tuyết ngân tam chuyển đỉnh phong. Từ sau khi thăng cấp đến nhị truyền, bên trong không khiếu của Khương Nguyên liền có thể gánh chịu một chút chân nguyên tuyết ngân. Nhất là trong khoảng thời gian bị đàn thú tập kích mãnh liệt này, Khương Nguyên đều giữ chữ một lượng chân nguyên tuyết ngân để phòng bất chắc. Cho nên, mặc dù Khương Nguyên là nhị chuyển cao cấp, nhưng sức chiến đấu là tuyệt đối không phải như thế. Mà Âu Phi này cũng chỉ là nhị chuyển sơ cấp từ trong ra ngoài mà thôi. Vù, gió lớn đập vào mặt, thổi loạn búi tóc hai thiếu nữ. Nhìn xem Âu Phi như thiên thần từ trên trời giáng xuống, song trưởng đánh tới, uy thế cực mạnh, sắc mặt tiểu điệp trắng bệch đi một mảng. Thương tâm từ kinh hãi nhảy loạn, nhịn không được mà lên tiếng, cẩn thận. Khương Nguyên cười nhạo một tiếng, co ngón trỏ lại, nhẹ nhàng bắn ra. Cổ cốt thương xoắn ốc. Một con cốt thương xoắn ốc đột nhiên bắn ra, xông lên trời. Cái gì? Âu Phi giật mình, trong lòng loạn lên, vội vàng trốn tránh. Cốt thương xuyên thủng phòng ngự của gã, đâm xuyên bả vai, kẹt ở trong xương bả vai, một chùm máu tươi chảy ra. Đau đớn kịch liệt truyền đến, Âu Phi ngưng hành động, chật vật rơi trên mặt đất. Ngươi đúng là cổ sư, gã hô to một tiếng, thanh âm tràn đầy vẻ kinh hoàng cùng kinh ngạc. Khương Nguyên cũng không để ý đến gã, bay thẳng đến, nắm bàn tay phải lại, vung cánh tay lên, nện như điên liên tục. Âu Phi đột nhiên thấy trước mắt tối đen, liền thấy cái nắm tay trước mắt được phóng lại. Đáng chết, gã chỉ mắng một tiếng, vội vàng thúc giục cổ trùng, đồng thời vô ý thức nâng quạt hương bổ lên, ngăn ở phía trước. Oành, hai chư lực, một ngạc lực đột nhiên bộc phát. Lực lượng khổng lồ trực tiếp tác dụng lên thiết quyền của Khương Nguyên, xuyên thủng bàn tay Âu Phi, đánh nát phòng ngự của gã, sau đó hung hăng đánh vào trên mặt của gã mũi của gã trong nháy mắt bị bẻ gãy toàn bộ mặt đều bị đánh lõm vào bay rớt ra ngoài máu tươi mạnh mẽ phun trào giống với lúc gã như bao tải mà bị quăng xuống mặt đất đã chết không thể gượng dậy mẹ nó giết người có cổ sư bị giết chết rồi người vây xem kinh hãi có kêu sợ hãi có giống to toàn thân khương nguyên bao phủ một tầng ánh sáng bạc đây là do cổ thiên bồng hoạt động không có tầng phòng ngự này hắn cũng không thể thỏa thích thi triển lực lượng. Cổ sư, hắn là cổ sư, hai mắt tiểu điệp trừng đến căng tròn. Thương tâm từ cũng giật mình không thể nói nên lời, nàng nhìn bóng lưng của Khương Nguyên, bỗng nhiên nghĩ đến những lời hắn vừa mới nói. Người trong ma đạo, từ trước đến nay đều lòng dạ ác độc, ta cùng Bạch Vân cũng không ngoại lệ, đồng thời đều có mệnh án trên người. Quả nhiên là ma đạo cổ sư. Giết người, thật sự là giết người. Đã xảy ra chuyện gì? chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thi thể của Âu Phi đang nằm trên mặt đất, giống như xác chó chết. Làm sao có thể không làm người khác chú ý? Trong khoảng khắc ngắn ngủi, động tĩnh bên này lập tức đã làm lớn chuyện, khuếch tán đến toàn bộ doanh địa. Càng ngày càng nhiều người tụ tập về phía bên này. Rất nhiều người nhìn thấy tử thi của Âu Phi cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, sau đó bắt đầu thăm dò được ngọn nguồn xem chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, hiện trường phát hiện án được vây quanh bởi ba tầng bức tường người, si sao bàn tán, thảo luận ẩm ý. Hai người bỗng nhiên đánh nhau, nhưng khó tin được là có thể chết. Người kia chính là hung thủ, có người cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào Khương Nguyên. Khương Nguyên ôm cánh tay ngẩng đầu lên, đứng ở tại chỗ, khuôn mặt lạnh lùng, đối với bàn luận của những người xung quanh thì hờ hững, giống như không nghe thấy gì. Hả, hắn chỉ là một gia nô, làm sao có thể giết chết cổ sư chứ? Tất nhiên là có người sẽ nghi ngờ. Dĩ nhiên hắn không phải là Zano, ta tận mắt nhìn thấy hắn bắn ra một cây bạch thương, một quyền đã đem Âu Phi giết chết, thực lực kinh người. Một vị đứng ngoài quan sát từng tới trình cổ sư, nói. Một cây bạch thương, Trần Hâm trùng hợp nghe được câu này, trong lòng lập tức dao động. Hắn ta ngoài ý muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Khương Nguyên giết chết trương trụ, hình tượng cốt thương xoắn ốc của Khương Nguyên đã khắc sâu trong đầu của hắn ta. Bởi vậy đối với cái từ bạch thương này thì vô cùng mẫn cảm, lập tức liền liên tưởng đến việc kia. Chuyện gì đã xảy ra? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?" Tiếng nói không vui của Giả Long truyền đến. "A, à, là thủ lĩnh, còn có phó thủ lĩnh nữa." Đám người vội vàng nhường ra một lối đi. "Có người chết rồi." "Ừm, bị người giết." "Đây không phải là con trai của Âu phó thủ lĩnh sao?" Phó thủ lĩnh thấy cảnh này, thấp giọng nghi vấn hỏi. Tiếng nói này vừa dứt, bên tai đám người bỗng dưng vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. "A, à, con ta!" con làm sao vậy, con làm sao vậy. Một thân ảnh chạy gấp đến, chạy đến bên cạnh thi thể của Âu Phi, sau đó động tác đột nhiên ngừng trệ. Người này thật sự là Âu Dương Công của Âu Gia, vừa gầy vừa lùn, mũi ưng. Toàn bộ mặt mũi của Âu Phi đều lún xuống dưới, óc cùng máu trộn lại cùng nhau, đã chảy thành một vũng lớn. Rất rõ ràng, khả năng sống đã không còn một chút nào. Âu Dương Công nhìn chầm chầm vào thi thể của con trai, nước mắt cuồn cuộn trào ra, con ta, con chết thật thê thảm. Là ai? Rốt cuộc là ai phát rồ? Giết con trai của ta như vậy? Ta nhất định sẽ chém hắn thành trăm mảnh. Lão lâm vào nỗi tức giận mãnh liệt, khan giọng kiệt lực gào thét lên. Ánh mắt mọi người không thể tránh khỏi việc tập trung vào trên người Khương Nguyên. Khương Nguyên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đương nhiên là ta giết rồi. Ngươi bị mũ lòa sao? Ta đã đứng ở đây nửa ngày rồi mà ngươi còn không nhìn thấy. Câu trả lời này quá ngang ngược, đám người lập tức rối loạn cả lên. Giả Long chờ thủ lĩnh, cũng không khỏi nhíu mày. Vẻ không sợ gì của Khương Nguyên khiến bọn họ cảm thấy không ổn. Nhất là một thân trang phục Zano của Khương Nguyên khiến cho bọn họ không thể nhìn rõ, bởi vậy đều cẩn thận lựa chọn sống chết mặc bay. Ngươi chính là hung thủ. Ánh mắt như đao của Âu Dương Công nhìn thẳng vào Khương Nguyên, mặc dù gã đã tức giận muốn điên lên, nhưng lại không động thủ. Điều này cũng làm cho Khương Nguyên có chút ngoài ý muốn. Con trai ruột của mình chết trước mặt mình, thế mà Âu Dương Công lại nhịn sát ý xuống, không có xúc động. Thực ra có thể hành hương bên ngoài, không thể không có con mắt thật tốt. Âu Dương Công sống đến từng này tuổi, khi hành hương cũng thường thấy sinh tử, thân là gia lão, có thể ở trong Âu gia sừng sững không ngã, chính là có bản lĩnh. Có điều lão không không muốn động thủ, Khương Nguyên lại muốn động thủ. Nói thực ra, Âu Phi có thể xuất hiện, trong lòng Khương Nguyên đang muốn giết gà dọa khỉ nên cực kỳ vui vẻ, sau đó liền mạnh mẽ ra sân, mới có thể trấn nhiếp đám người. Nhưng chỉ có một Âu Phi, như vậy còn chưa đủ nếu là có thể thêm âu dương công trước mặt này hay nha như vậy liền hoàn hảo nghĩ tới đây khương nguyên liền nhe răng cười một tiếng lão ra hỏa ngươi ra thật đúng lúc con của người can đảm dám bất kính với tiểu thư nhà ta hỏa khí trong lòng ta còn chưa tiêu đâu con của ngươi phạm tội đều là do người quản giáo không nghiêm ngươi chính là kẻ cầm đầu hãy nộp mạng cho ta đi nói xong bước chân liền nhanh lên trong nháy mắt dường như đã đánh tới âu dương công Âu Dương Công tức giận đến dâu ria đều chĩa ra. Khương Nguyên nói gì vậy, thật sự là lý thuyết vớ vẩn. Rõ ràng là hắn giết người, thế mà là vu cáo ngược lại thành mình là kẻ cầm đầu. Cuối cùng lão không thể kìm nén được lửa giận trong lòng nữa, đối diện Khương Nguyên, ngang nhiên phản kích. Oanh một tiếng, hai bên hung hăng đụng vào nhau. Bên trong âm thanh trầm đục, không khí bốc lên. Khương Nguyên liên tục rút lui năm, sáu bước, lúc này mới ngừng lại hành động lui xuống bạch quang bao phủ lấy thân yếu ớt lấp lóe mấy lần lúc này mới sáng lên một lần nữa cổ thiên bồng bên trong không khiếu của hắn thì đã trở nên uể oải âu dương công thì bị đâm đến bay ra ngoài tựa như là diều bị đứt dây giữa không trung lão nhổ ra một ngụm máu tưới rơi xuống mặt đất miễn cưỡng dừng lại sắc mặt đã trắng như tờ giấy ai mạnh ai yếu liếc qua đã thấy ngay làm sao lại như vậy cái người đàn ông xấu xí kia rõ ràng chỉ là cổ sư nhị chuyển Âu Dương Công bị thua thiệt, lão tuổi già sức yếu, khí lực không ổn. Ngược lại người kia lại là thanh niên cường tráng. Mấy vị phó thủ lĩnh nhanh chóng phân tích. Ngươi phải chết. Âu Dương Công bị thua thiệt lần này, cũng kịp phản ứng, càng tức giận hơn, hận không thể đem Khương Nguyên trực tiếp tháo thành tám khối. Lão không ngờ rằng Khương Nguyên sẽ chủ động ra tay, cũng chưa biết một chút tin tức gì về Khương Nguyên, dưới tình thế cấp bách, chưa kịp suy nghĩ, liền lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Tiểu tử nhất định phải để cho ngươi biết sự chênh lệch giữa nhị chuyển và tam chuyển. Âu Dương Công nổi giận gầm lên một tiếng, vô giết về phía Khương Nguyên. Khương Nguyên không hề sợ hãi, dựa vào cổ thiên bồng, cổ cốt thương xoắn ốc. Cổ thủ huyết nguyệt, dưới chân có cỏ khiêu khiêu, cùng Âu Dương Công chém giết cùng nhau. Đám người vội vàng bay ngược về phía sau, chống đi một vùng rộng lớn. Âu Dương Công là tam chuyển sơ cấp, Khương Nguyên chỉ là nhị chuyển cao cấp, chênh lệch cả một tiểu cảnh giới, lại thêm một đại cảnh giới, tranh lệch tu vi có thể nói là rất xa. Nhưng tình huống của Khương Nguyên hết sức đặc biệt. Trong cơ thể hắn là chân nguyên tuyết ngân mượn từ chỗ bạch hoa băng, cổ trùng sử dụng phần lớn lại là tam chuyển. Tổng hợp chiến lực, so ra còn mạnh hơn Âu Dương Công. Hai bên giao thủ không đến năm hiệp, Khương Nguyên đã chiếm thế thượng phong. Tình hình này khiến mọi người không khỏi thất sắc. Việc này, việc này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cổ sư tam chuyển thế mà lại bị nhị chuyển đè lên đánh sao? Việc này cũng quá hoang đường rồi. Đám người khó có thể tin được, rất nhiều người nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Lại qua mấy hiệp, Khương Nguyên hoàn toàn ở thế thượng phong, gắt gao ngăn chặn Âu Dương Công. Một số ít người nhìn ra vấn đề. Cái người đàn ông xấu xí này mặc dù là khí tức nhị chuyển, nhưng chỉ sợ tu vi thật sự không chỉ là như vậy. Không tệ, hắn tất có cổ trùng thu liễm khí tức. Trước đó ngụy Trang thành Gia Nô, chúng ta vẫn luôn không phát hiện ra. Cái người này thật sự âm hiểm độc ác, chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào phần trọng yếu của Âu Dương Công, tình huống của Âu Dương Công thật sự không ổn. Trong lòng Âu Dương Công lúc này đang không ngừng kêu khổ, lão vốn cho là mình có thể dễ dàng đánh bại Khương Nguyên, nhưng không có nghĩ rằng Khương Nguyên đúng là giả heo ăn thịt hổ. Khó trách hắn lại chủ động xuất kích về phía mình mà không hề sợ hãi, hóa ra tu vi căn bản không kém gì mình. Thật sự là quá hèn hạ, quá vô sỉ. Lại là mấy hiệp trôi qua, cuộc chiến đã sáng tỏ hoàn toàn đại đa số người đều nhìn ra hình huống hỏng bét của Âu Dương Công. Âu Dương Công bại cục đã định, nếu tiếp tục như vậy nữa thì lập tức sẽ bị hắn giết. Bản thân Âu Dương Công cũng không bằng hắn, ngay từ đầu lại ăn thiệt thòi lớn, mối thù giết con không thể báo được nữa rồi. Cái người đàn ông xấu xí này thực lực hùng hậu, khí lực khổng lồ, hung mãnh độc ác, rốt cuộc là từ nơi nào đến đây. Ta biết người này, hắn chính là người đã đánh bại rất nhiều kẻ cướp ở trên cái núi đạo tạc kia. Đám người bàn luận ẩm ý, lo lắng, hiếu kỳ, kiên kỵ, rung động, các loại cảm xúc đều có đủ cả. Hai vị, tất cả dừng tay đi. Trong này nhất định có hiểu lần gì đó. Mắt thấy Âu Dương Công sắp bị Khương Nguyên giết chết, làm thủ lĩnh thương đội giả long rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, bay người lên trận, muốn nhúng tay vào cuộc chiến. Lúc này Âu Dương Công đã bị Khương Nguyên đuổi giết đến mồ hôi đầm đìa, hãi hùng khiếp vía, sắc mặt trắng bệch một mảng. Nghe được lời này của giả long thì lập tức mừng rỡ trong lòng, thấy được hy vọng lão vội vàng bước ra, đi về phía giả long. Ánh mắt Khương Nguyên nhanh chóng quét qua, biết đuổi không kịp liền cười một tiếng, ngưng lại hành động, giả long huynh tới đúng lắm, chúng ta cùng nhau dùng cốt thương giết lão. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động. Hóa ra người đàn ông xấu xí này quen biết với thủ lĩnh giả long. Đây là ý nghĩ đầu tiên của mọi người. Còn gọi thân mật như vậy xem ra quan hệ không tệ. Đây là ý nghĩ thứ hai của mọi người. Không, có lẽ là hắn cố ý gọi như vậy để khiến mọi người lẫn lộn. Đây là ý nghĩ thứ ba của mọi người. Tục Ngữ nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Người quan chiến không có liên quan đến chiến cuộc, tự nhiên suy nghĩ cũng nhạy bén. Lúc này trong lòng Giả Long tràn đầy nghi ngờ, bởi vì căn bản một câu gã ta cũng chưa từng nói với Khương Nguyên. Âu Dương Công lúc này nghi ngờ không thôi, lão không thể kết luận được quan hệ chân chính giữa Giả Long cùng Khương Nguyên. Mặc dù hắn cũng cho rằng lời này của Khương Nguyên nhiều lắm cũng chỉ là phô trương thanh thế, nhưng lỡ như đó là thật thì sao? Nếu quả thật là như thế này, vậy lão liền phải cuốn vào cuộc chiến mà Khương Nguyên cùng Giả Long cùng giáp công. Việc liên quan đến tính mạng của mình, Âu Dương Công tự nhiên không dám mạo hiểm, xác định được lối đi, lời xa Khương Nguyên cùng Giả Long, thối lui về phía đông nam. Có chuyện gì nói cho rõ, Giả Long vì tránh hiểm nghi, lập tức dừng bước lại. Khương Nguyên cười ha ha một tiếng, truy sát tới. Âu Dương Công lập tức hiểu rõ chính mình đã trúng kế sách của Khương Nguyên, đang muốn nói chuyện, thình linh trong đám người phía sau lưng có người bạo khởi, Bạch Hoa Băng đột nhiên động thủ. Trong chốc lát, ba cây cốt thương xoắn ốc liên tục bắn ra. Lại còn có một người nữa, Âu Dương Công kinh hãi muốn chết, không kịp quay đầu, vô ý thức thúc mạnh cổ phòng ngự. Nhưng cổ này của lão đã sớm là nỏ mạnh hết đà, chặn hai cây cốt thương xoắn ốc, sau đó mũi thương cốt thương thứ ba trực tiếp bắn vào từ sau ót của lão, sọ não phía trước lộ ra. Âu Dương Công đã chết. Lão vừa chết, đám người quá sợ hãi, mọi người lập tức xôn xao cả lên. Đây chính là phó thủ lĩnh của thương đội, Cổ sư Tam Chuyển. Âu Dương Công chết khiến thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh tất cả đều biến sắc, cảm nhận được sự uy hiếp sâu đậm. Đồ điên cuồng lớn mật. Thế mà lại thật sự dám giết phó thủ lĩnh. Chúng ta cùng nhau hợp lực, bắt giết bọn chúng. Ai dám bắt ta? Bạch Hoa Băng dứt bỏ mũ rơm, tóc trắng tung bay, mắt lạnh lẽo quét ngang chân nguyên tuyết ngân tràn lan ra. A, à, là chân nguyên tuyết ngân. Nàng đúng là tam chuyển đỉnh phong. Trong thương đội, chỉ có một mình giả long là tam chuyển cao cấp, những thủ lĩnh còn lại không phải sơ cấp thì chính là trung cấp. Đám người ngưng hành động. Muốn chết cứ tới, ha ha. Khương Nguyên cùng bạch hoa băng sóng vai đứng ở cùng một chỗ, một tia chân nguyên tuyết ngân cuối cùng bên trong không khiếu bị hắn điều động ra, thưởng thức trong tay. Ai nha, mẹ nó, lại là một tam chuyển đỉnh phong trong lòng mọi người đều run rẩy, không dám hành động. Khương Nguyên cùng Bạch Hoa Băng lạnh lùng nhìn xem toàn bộ, trong doanh địa lặng ngắt như tờ, một mảnh tĩnh mịch. Phù, một trận gió núi quét đến, càng lộ vẻ yên tĩnh lúc này của doanh địa. Hơn trăm người tạo thành một vòng tròn, bên trong vòng tròn nằm hai cỗ thi thể cùng hai người đang đứng. Ánh mắt của Khương Nguyên và Bạch Hoa Băng chậm rãi đảo một vòng, ánh mắt lạnh thấu xương khiến cho vô số người phải lần tránh ánh mắt họ. Cuối cùng, Ánh mắt của hai người Khương Bạch nhìn về trên người thủ lĩnh của thương hội Giả Long. Những người này ban đầu lao ra với khí thế hung hăng, sau đó liền bị tu vi mà hai người Phương, bạc triển lộ ra trấn nhiếp. Lúc này đứng giữa đường, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Tính cả Âu Dương Công và Âu Dương Phi đã chết, thương đội hiện tại chỉ còn lại 11 cổ sư tam chuyển, 27 người nhị chuyển, 38 người nhất chuyển. Thực lực như vậy, đương nhiên so với hai người Khương Nguyên và Bạch Hoa Băng phải mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, đây là thương đội được tổ hợp lôn xộn tạm thời, những cổ sư này đều đều từ những gia tộc khác nhau, ngày thường lục đục với nhau, đề phòng lẫn nhau. Muốn bọn họ hợp lực chiến đấu, trừ khi là dưới tình huống thuận buồm xuôi gió. Bọn họ có nhu cầu lợi ích, bọn họ không phải là một tổ hợp thống nhất, mà là tự ai nấy làm. Lòng người không đủ, đội ngũ liền không tốt được. Khương Nguyên và Bạch Hoa Băng thể hiện ra tu vi tam chuyển đỉnh phong, không nghi ngờ gì, đây chính là hai khối xương cứng bất luận đội ngũ của nhà nào cũng đều không thể tự mình nuốt trôi, mà xem như có hợp lực tấn công, toàn bộ thương đội nhất định cũng sẽ có tổn thất nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, đám người giả long, Trần Song Kim nhìn hai người Khương Bạch lại yên lặng dò xét lẫn nhau. Bọn họ ai cũng không muốn bản thân làm con tốt thí, tác thành cho người còn lại. Huống hồ, tình hình hiện tại, đàn thú thường xuyên tấn công, trên dưới thương đội đều là bồ tát đất sang sông, tự thân đã khó bảo toàn. Bên ngoài áp lực, trong lòng phân vân, khiến cho bọn do dự. Khóe miệng Khương Nguyên hiện ra nụ cười như có như không, phản ứng của bọn họ y như trong dự liệu của hắn, tiếp theo phải xem nàng ấy rồi. Mặc dù chuyện này đột nhiên xảy ra, không có nói qua với thương tâm tử, nhưng Khương Nguyên tin tưởng bằng sự thông minh của thương tâm tử, hẳn cũng đã phát giác được cơ hội tốt này. Quả nhiên, thương tâm tử và tiểu điệp đi ra từ lều vải. Chư vị thủ lĩnh, hai vị này chính là ẩn gia lão của trương gia ta, hắc thổ đại nhân và bạch vân đại nhân. Thương Tâm từ đưa tay giới thiệu, nói: Giọng nói của nàng mặc dù không lớn, nhưng nơi này chỉ có một mình nàng nói chuyện, bởi vậy mà truyền một cách rõ ràng đến tai của mọi người. Vẻ mặt của các thủ lĩnh khác nhau, quân chúng thì lập đi lập lại hai cái tên Hắc Thổ và Bạch Vân này. Thương Tâm từ cười nhàn nhạt, nhạt nói: Hai vị đại nhân có nhiệm vụ bí mật của gia tộc, giữa đường ra trùng hợp gia nhập thương đội này. Các thủ lĩnh của thương đội nhìn lẫn nhau, một trận trầm mặc. Nếu là ẩn gia lão như vậy thì xem như tộc trưởng của Trương gia cũng chưa chắc biết được sự tồn tại của bọn họ. Lại thêm nhiệm vụ bí mật của gia tộc, như vậy cũng không tiện nghe ngóng động cơ của bọn họ. Hai câu nói của Thương Tâm Tử đã ngăn chặn những câu mà họ chưa kịp hỏi. Đương nhiên lời nói này mặc dù hợp lý nhưng nó chỉ là lời nói một phía của Thương Tâm Tử. Các thủ lĩnh của thương đội đều là nhân vật khôn khéo, từng người đều có suy nghĩ của riêng mình. Không có ai hoàn toàn tin tưởng, nghi ngờ vẫn là nghi ngờ như trước nhưng cho dù hoài nghi cũng vậy mà tin tưởng cũng thế, thực lực của hai người Khương Bạch còn đó, như thế thì kết quả cũng chỉ có một phương pháp xử lý. Cho qua, ha ha ha, thì ra là thế, mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi. Giả Long chợt cười to ba tiếng, trên mặt chứa đầy ý cười nhiệt tình. Giả Long chắp tay với hai người Khương Bạch, thanh khẩn ca ngợi nói, không ngờ bên cạnh chúng ta lại ẩn giấu bực anh hùng hào hán như hai vị. Hai cha con Âu ra này, quả thật quá không ra gì, tác phong rất có vấn đề. Ta đã từng khuyên nhủ bọn họ mấy lần, hai, bọn họ lại không để trong lòng. Hôm nay hai người bọn họ bị giải quyết tại chỗ, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Lời nói này lập tức liền cho chuyện lần này một dấu chấm hết. Phó thủ lĩnh khác lúc này cũng kịp phản ứng, bọn hắn một bên vừa thầm mắng Giả Long vô sỉ, lại vừa nhao nhau chắp tay với hai người Khương Bạch. Trương gia trại thanh danh lan xa, không hổ là gia tộc nhất lưu của Nam Cương ta. Kẻ hèn này là lôi công thành của Lôi gia, có thể gặp được hai vị thật sự là may mắn ba đời mà. Hai vị có thể vì dân trừ hại, thật sự là phúc của chúng ta. Các phó thủ lĩnh đều ý cười đầy mặt, mở to mắt nói lời bịa đặt, đổi trắng thay đen. Bên giết người lại thành đại biểu của chính nghĩa, mà cha con Âu gia lại trở thành kẻ bại hoại tội ác tài trời. Còn cổ sư khác của Âu gia, chẳng qua chỉ còn lại ba người, ai thèm quan tâm sắc mặt xanh xám khó coi của bọn họ chứ. Dù sao Âu Dương công cũng đã chết, không có cổ sư tam truyền ai dám ra mặt ai có thể ra mặt đám hỗn đãn các ngươi còn không bái kiến hai vị cổ sư đại nhân trong đó có một vị phó thủ lĩnh ra vẻ không vui quát lên chúng tiểu nhân bái kiến hai vị hắc thổ đại nhân bạch vân đại nhân trong đám người hơn hai mươi người vội vàng đồng loạt xoay người thi lễ với hai người khương bạch toàn bộ doanh địa lại ồn ào thương đội bị thiệt hại nặng nguy cơ sớm tối may mà gặp được hai vị còn xin hai vị rời bước vào trong trướng bồng cùng thương thảo công việc. Giả Long đến gần, giọng nói thành khẩn mời. Khương Nguyên và Bạch Hoa băng liếc nhìn nhau, người trước lại đi về phía thương tâm tử, hỏi ý, tâm tử, ý của ngươi thế nào? Thấy một màn này, địa vị của thương tâm tử trong lòng Giả Long lập tức liền được nâng cao một bậc. Thương tâm tử khẽ lắc đầu, dùng giọng nói nhỏ nhẹ nói, ta mệt rồi, vẫn là để chư vị thủ lĩnh thương nghị thôi. Khương Nguyên thầm khen một tiếng thông minh, lúc này phải lấy lui làm tiến. Hắn gật gật đầu, Phụ họa nói, thương hóa của trương gia chúng ta đều đã xuất đi cả rồi, hai chúng ta cũng không có hứng thú gì với chuyện này, liền không nhúng tay vào vậy. Chuyện này, giả long trần chờ, còn muốn khuyên tiếp, thương tâm tử đã xoay người. Hai người khương bạch cũng không cho giả long cơ hội, chỉ ném hiện trường đánh giết lại cho bọn hắn, mặc cho bọn hắn xử lý, lộ ra một trận hút khí. Tất cả mọi người giải tán, trở về làm chuyện của chính mình, doanh địa chẳng lẽ không cần củng cố sao? có hai vị cổ sư tam chuyển đỉnh phong xuất hiện, đây là chuyện tốt. Còn nữa, mấy người Âu gia kia, thu thập mấy cỗ thị thể này đi, Già long chủ trì cục diện. Âu gia chỉ còn lại ba vị cổ sư, đều xuất hiện. Một vị nhị chuyển trung giai, hai vị nhất chuyển, bọn họ cố nén phẫn hận và nước mắt, cúi đầu khiêng thi thể của hai cha con Âu gia đi. Đám người dần dần tàn đi, những đầu não của thương đội mặt mày hứng hở, vừa trở lại trong chướng bồng đều không nhịn được sắc mặt nụ cười dối trá trên khuôn mặt của từng người lần lượt biến mất thay vào đó là vẻ mát ngưng trọng lạnh lùng và lo lắng giả long chậm rãi ngồi ở chủ vị giọng nói trầm thấp bỗng nhiên xuất hiện hai vị cổ sư các vị cảm thấy thế nào hừ đây là hai kẻ cuồng đồ ngang nhiên giết người vô pháp vô thiên âu dương công đáng thương lúc nãy chúng ta còn mới ngồi đây với lão mà theo ta thấy lai lịch của hai người kia rất khả nghi cái gì mà ẩn ra lão chứ đều là lời nói một phía của nha đầu trương gia kia. Dựa theo hành vi của hai người này, rất có thể chính là người trong ma đạo. Không sai, chuyện người trong ma đạo lẫn vào trong thương đội vẫn thường xảy ra. Ta đoán chừng nha đầu trương gia kia đã bị hai người bọn hắn ép buộc. Giả Long gật gật đầu nói, ý nghĩ của chư vị đại khái giống với ý nghĩ của ta. Người trương gia tính cách khoa trương lại có thực lực lớn mạnh chúng ta có đuổi cũng trả kịp, làm sao lại có thể có ẩn ra lão. Nhưng mà hai người kia cũng có chút khó giải quyết, họ đều là tam chuyển đỉnh phong. Đúng vậy, có chút phiền phức. Hai người này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, mà đã là tam chuyển đỉnh phong, tư chất bực này. Ha ha ha, chư vị, chuyện gì cũng có mặt xấu và mặt tốt. Theo ta thấy chuyện này cũng có một mặt tốt. Mượn vào thực lực của bọn hắn, có thể gia tăng thực lực của chúng ta lên rất nhiều, một vị phó thủ lĩnh nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn quan tâm đến bể cá mini có thể tham quan gian hàng Shopee của mình nhé.